Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Pokemon TCG. Mình là Yu. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp một box Elite Trainer Box Shining Fate. Đây là một trong những box phải nói là cực kỳ khó kiếm ngay hiện tại, với mức giá thị trường dao động từ 70 tới 100 đô, có khi hơn 100 đô cũng có. Nhưng mà rất may mắn Yu đã mua được box này với giá gốc mọi người à. Amazing. Ok, nhìn tổng quan cái box này thì chúng ta có thể thấy được là box này featuring MEV VMAX cùng với lại màu đen và màu nâu huyền bí, lại shiny mà nó phải ảo chứ. Ok, thì chúng ta có thể thấy được là trong box này có 10 box này, một cái lá promo, energy, player guide, dice, sleeve và một mấy cái marker. Thì ở đây chúng ta sẽ có giúp như đó thôi. Có gì mình phải vào trong mình xem nó như thế nào đó mọi người. Ok, vì cái đèn nó hơi vàng mọi người à, nên thông cảm cho Du nhé. Thì Du cũng mới chuyển nhà mọi người à, nhưng mà Du vẫn cống hiến nhé. Đây, à, chiếc kéo may mắn của mình mọi người à. Phải rồi, đỏ đen luôn mới ghê chứ. Ok, lâu lắm rồi mới thấy là cái box này mọi người à. Hổng giờ Du tìm quá trời nhưng mà cũng không có. Với lại tìm thì cũng có nhưng mà giá nó hơi cao. Giá nó quá cao, 100 đô lận. Ok, wow, nhìn chung nhìn xương xương mà thấy hơi không đỏ lắm rồi đấy. Nhưng mà không sao, chúng ta phải có niềm tin mọi người. Ok, wow, ok. Như bỏ cái cài, ôi thấy rồi gái. Ok, để xem trong đây có gì mọi người. Shining Fate, ok. Acrimi này, VMAX này. Đâu, ôi. Shiny Charizard VMAX. Lá này hình như đang hình như cỡ trăm mấy đô. Theo Du nhớ là thế. Đâu, mấy lá Shiny BB đâu. Ai, đây. Đây, Du có một cái lá Du đang rất là thích, đó là Shiny Drizzle mọi người à. Đây, lá này mọi người ơi, như lá này, hai lá này hiện tại đang rất là hot, tại vì cộng đồng Pokemon TCG bên đây rất là chuộng hai lá này. Thì đấy, 16 đồng, lá này cỡ 20 đồng, quá đã. Vô ETB nào mọi người. Ok, mở ra. Và như cũ chúng ta sẽ có cái này, chúng ta sẽ lấy ra từng cái nha mọi người. Ok, cái rùa. Ok, rùa thì không có gì rồi, rùa thì chắc mọi người ai cũng biết. Ok, này là đồ để play Pokemon TCG. Những cục dice. Ui, dice là mốt mình cầm đi thi đấu được này. Đẹp này. Ok, nắm lấy cái này ra luôn rồi. Ok, một sleeve. Ui, sleeve này đẹp này. Ok, sleeve này đẹp. Được. Bỏ qua một bên. Và energy. Cái này, EVV Max. Đâu, xem Sundering nào. Ok, EVV Max promo. Chắc mình để siêu luôn mọi người. Mình để siêu luôn cho đẹp. Mình lười bóc ra lắm. Tại bóc ra mình phải bỏ vô top vô được. Ok, và mấy cái đồ mà đã chia ngang ra. Ok, không, nothing much. Rồi để mình dọn bớt mọi người à. Tại vì cái bàn mới chuyển qua nó hơi nhỏ, không có to lắm. Ok, và đây là nhân vật chính của ta, 10 pack Shining Fate. Quá dữ. Ok, để đây nhé, để mình dọn một tí nhé. Đấy, bỏ đây đi. Bỏ nó sao nó vô cùng hình đi. Ok, there we go. Ok, để điểm qua nào. Chúng ta có Toxicity này, Covid-9 này, Charizard này, Toxicity này, Dragon Boot này. Ok. Ở đấy chứ, Charizard. Ok, there we go. Còn chần chờ gì nữa mọi người, bắt đầu thôi. Let's go. Ok, nên bắt còng kéo hay là bằng tay nhỉ? Thôi bằng tay đi, mình tự tin là tay mình nay nó thơm mọi người. Ok, để mình lấy đồ ra. 1, 2, 3, 4. Energy hệ nước đi. Water energy, ok. Electric energy. Flozzle. The Tricks. Cameron. Grookey, Spinarak, Shinx, Horsea, Yama, Rowlet, Reverse, ok.
Yamega. Oh, okay. Mở đầu not bad. Đây nha mọi người, code của mọi người đây. Shining Fate Toxic City. Okay, let's go, let's go. Lấy code ra mọi người à. Okay. 1, 2, 3, 4. Water energy. Mình sẽ spam water energy. Okay, dark energy. Dark energy. Edagos. Trapius. Tropius. Ball guy. Okay. Snom. Snom. Wow, okay, okay. Coughing. Tatnia. Để Edagos. Indeedy. And AI, yes! 1, 2, 3! Ooh, Aqua V! V-Max, Rainbow, Red! What? What? Đấy rồi mọi người ạ, à. Rainbow Red! Ôi ôi, đã lâu lắm rồi mới có cảm giác này mọi người ạ. À. Tại thời mình không có sleeve trong nên là mình dùng đỡ sleeve mill nhé. Wow! Aqua V-Max, Rainbow Red! Ôi giời ơi, đúng là hôm nay có linh cảm tốt mọi người à. Ok, để đây. Mới cứ hai pack thôi mà đã bùng lỗ như thế này thì không biết phát sâu như thế nào ấy nhỉ. Thật Tree City, let's go. Đấy rồi, mình linh cảm tốt lắm mọi người à. Ok, lấy đồ, lấy code ra cái. Ok, 1, 2, 3, 4, đúng rồi, ok. Fire, ok, ơi, yeah, water nè, ok. Hãy cho tôi con drizzle đi. Rotom, Rushu, Flazzle, Naked, Catnia, Kufent, Eevee, okay, Bunzel, ooh, Imbi Team, Shiny, okay, and Rillaboom, Polo, okay, lá này thì okay, bỏ đây đi. Lá này mới là spotlight này. Impidim shiny, ok. Baby shiny mọi người à, shiny baby. Ok, there we go. Giveaway code mọi người à. Mỗi lần mọi người ra hit là mình hay quên lắm mọi người à. Đây, của mọi người đó. Ok. Mấy pack nữa nhỉ? Còn 7 pack. 3 pack mọi người à. Ok, let's go. Shiny cũng tức là hit nhé. Trong đây shiny cũng tức là hit nhé mọi người. Ok, shiny fake mà, phải có shiny chứ. 1, 2, 3, 4. Water, ok, dark energy. Ủa, sao nãy giờ mình như mình đoán sao mà nó ngược lại hết hay sao ấy. Elagos, Datrix, Gym Trainer, ok. Bonzil, Yama, Trapinch, Naked, để Edagos, and ooh, amazing. Shiny Rocky D. Wow, okay, and double hit chăng? Ooh, Luxray, holo, okay, này ra lắm holo hết. Rocky D shiny, okay, quá đẹp này. Oh, hi shiny. Ok, let's go. Pack thứ 6. Không, thứ 6 được dưới đếm lên nhé mọi người. Black code. 1, 2, 3, 4. À, nhánh này chưa đáng hãy psychic nha. Psychic đi, tâm linh đi. Ok, leave energy. Edagos, oh, Edagos sao nhiều đấy. Luxio, Gym Trainer, Coffin, Mopeko, Hossy, Spinny Rat, ooh, reverse solo rồi. Rowlet, Yama, and ok, liệu đây là cái nhiệt đầu tiên chăng? Yup, Dreadnought. Không, thực ra là hai cái nhiệt rồi mọi người à. Nhiều nhiệt quá. Ok, không sao cả, chúng ta phải có niềm tin mọi người à. Ok, Toxic City, Shining Fate, let's go.
lại code out. Như nãy mình quên giveaway code mọi người ạ. Để lát nữa hết cái này mình giveaway code nha. Electric City, hoạt động Electric Energy, Dietrix, Ericos, Luxio, Coffin. Oh, Coffin này ra nhiều lắm rồi đấy. Để Ericos này, quá trời luôn ấy. Rolex, Rolex cũng hơi nhiều rồi đấy. Coffin, Spinny Rack, Water Energy, à không, Naked Reverse, ok. And Frostmourne. Ôi trời ơi, sao ra lắm holo thế. Cũng tính là hit đi. Nghĩa là nãy giờ mình được 1, 2, 3, 4, 5, 6 hit mọi người à. 6 hit cũng not bad. Not bad, thật ra là khá là bad đấy. Tại vì mình không cần reverse holo lắm. Là code của mọi người nhé. Ok, pack thứ tư, ở lộn, từ pack thứ mấy rồi? Pack thứ 4, từ dưới đếm lên. Charizard không, Charizard để sau đi. Yup, Covid-9 mọi người à. Covid-9 shiny. Let's go. Đây rồi. Như đánh giặc nha mọi người à. Mở pack như đánh giặc vậy. Ok, 1, 2, 3, 4. Pete, Leaf Energy, Tewaki, Rachel, Dietrix, Yama, Mopeko, Coffin. Oh, Coffin này ra 5 lá đấy. Để Ergos. Oh my god. Katnia. Oh, Katnia ra cũng nhiều đấy. Ooh, Rotom Shiny. Yes. There we go. There we go. Đây rồi mọi người, Rotom Shiny. Nhưng mà mình cần phải nước cơ. Heat. Boss order. Oh, ok. Boss order. Lá này cũng có giá nha mọi người, chứ phải không nè. Boss order đấy. Lời chỉ thị của một người boss. Ok, Rotom, Rotom. Ba lá shiny rồi mọi người. Ok, ok, not bad, not bad. Một lá rainbow. Boss order này bán cũng có giá nè mọi người. Bán cho những người chơi Pokemon TCG á. Bán cũng có giá lắm. Ok, ok. Tiếp tục, Top Trick City. Oh, ok, cái này sẽ hơi fail nhưng mà không, à đúng rồi, code ở đây nó code như nhau mà đúng không mọi người. Thôi, mình giveaway luôn nhé, đây. Cái lại giveaway của cái số này. 1, 2, 3, 4. Heat, Fighting Energy, ok, ok. Fighting Energy, Rotom. Mình mới có Rotom Shiny vậy. Ergos, Tropius, Mopeko, Spinny Rack, Snom, Grookey, Eevee and Shiny. À không, cái này reverse rồi. Gym Trainer, ok. Ok, and ok, sao dàn khè vậy? Zarude. Hình như cứ mỗi một hit là Acrimmy Rainbow là hết luôn mọi người. Charizard V-Max, let's go. Cho ra em Shiny đen cho nó có cặp với bè với lại con Charizard dưới đây nào. Đúng không? Chúng ta tham lam một tí thôi. Ok, give away code. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ok. Fighting Energy, Tewaki, Tropius, Rotom, Rowlet. Hình như set này hình như nó ít lá mọi người, nên trùng nhiều lắm. Eevee, một Mopeko, Bunzel, and Naked, and reverse rồi. Manaphy, ok, Manaphy này cũng ok. Ankei, no, Galarian Weezing. Ok. Sao này ra lắm holo thế. 4 lá holo rồi đây. Trời ơi, xong chơi hit luôn đi. Pack cuối cùng, Charizard. Let's go, let's go. Như vậy code cuối cùng của mọi người đây. Và pack cuối cùng liệu có bùng lỗ để khép lại video không nào. Water Energy, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Let's short, okay.
Rotom, Eldegoss, Coffin, để Eldegoss, ok, Rowlet, Coffin and Spinning Rack. Và liệu có thêm một em Shiny không? À không rồi. Ball Guy. Hit đi please, hit đi. Treadle. Quá buồn. Ok, thì chắc là hết rồi mọi người à. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Chưa chịu làm gì luôn mọi người à. Ok, chúng ta cùng điểm lại chúng ta có cái gì á. Ok, Frostmourne Hollow, Luxray Hollow, Rillaboom Hollow, Lost Order, ok, Galarian Weezing Hollow, Rotom Shiny, Rockidi Shiny, Inbeatim Shiny, and Aquarius VMAX Rainbow Rare. Wow, đã lâu lắm rồi mình không có cảm giác mở được Rainbow mọi người à. Ok, ok. À đúng rồi con, quên còn em EV VMAX mọi người ạ. Ố rẻ. Ok, thì yup, sẽ you sẽ xin khép lại video ở đây. Và đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ you và cũng như channel nhé. Và nhớ boost luck cho you mọi người ạ. Đây ra hơi nhiều holo nhưng mà đối với you vậy là nó có tiến bộ. Ok. Ok, yup, have a good day. Bye and peace.